back again. Chào các bạn, hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn là sử dụng phần mềm Corel Draw. Thì bạn hôm nay mình chia sẻ đến các bạn là thiết kế những kiểu chữ cơ bản trong phần mềm Corel Draw. Thì đầu tiên để vào chương trình thiết kế thì các bạn sẽ tạo một file, ta vào new, ta tạo một file như thế này. Sau đó các bạn sẽ đặt tên. Thì bài trước mình đã chia sẻ đến các bạn là cách đặt tên của phần mềm này và đặt tên để chúng ta vào trang thiết kế. Thì đây mình sẽ đặt tên là chia sẻ kiến thức cuộc sống. Thì giới thiệu đến các bạn, đây là kênh YouTube của mình là chia sẻ kiến thức cuộc sống. Các bạn có thể tìm ở trên vào YouTube và các bạn tìm kiếm kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống là kênh YouTube của mình. Thì các bạn sẽ đặt ở đây là kết tông. Sau đó các bạn chọn là size là A3, tùy theo các bạn sử dụng A3, A4, A5 tùy theo các bạn thiết kế. Và ở đây là mm. Và khổ giấy là mình đặt là chiều ngang. Và ở đây là một trang, thay màu mình chọn là semi-key và resolution là 300 dpi. Sau đó mình chọn là ok. Thì đây là mình đã thiết lập khổ giấy cho phần mềm Corel. Nếu như các bạn đồng ý thì các bạn chọn vào ở đây và chọn là centi, thì ở đây lập tức nó sẽ chuyển thành là centi cho các bạn. Và sau đó thì mình sẽ chọn vào biểu tượng là test, mình sẽ viết chữ vào đây. Ví dụ như mình sẽ thiết kế cái chữ cơ bản trong Corel. Ví dụ như mình sẽ chọn một con chữ này đi, và mình sẽ viết một câu ở trong đây. Và sau đó mình sẽ chọn là Unicode, sau đó mình chọn là Unicode. Unicode này thì sử dụng cho là UTM hoặc là những phông chữ khác. Còn đối với phông chữ của Vani thì các bạn chọn lại là Vini Window. Sau đó các bạn bấm lại. Thì ở đây các bạn nhìn thấy phông chữ nó ít quá, thì mình sẽ vào trong, mình sẽ vào trong máy tính của mình sẽ cài thêm phông chữ. Và mình vào ở đây. Sau đó mình sẽ vào ứng dụng đồ họa, và mình sẽ lấy phông thiết kế của mình ra. Thì đây mình sẽ có phông chữ là UTM. Sau đó các bạn copy hết phông này và các bạn dùng lệnh là copy. Sau đó các bạn chữ trên bàn phím Windows R và các bạn được đánh vào trong đây là phông nó lên vào đây. Khi đó thì sẽ hiện ra một cái phông như thế này. Okay. Sau đó các bạn sẽ bát vào, copy vào. Thì đây là bước mà chúng ta thêm phông vào khi mà máy tính của chúng ta thiếu phông. Sau đó là ta đóng lại lồng và các bạn sẽ viết chữ ra đây. Ví dụ đây, mình sẽ chọn phông là UTM. Thì lúc nãy mình đã chép bộ phông UTM vào. Phông này là chuyên cho thiết kế. Mình chọn phông chữ UTM thì các bạn sẽ chọn lại, thiết lập lại Unicode. Các bạn sẽ Unicode. Sau đó các bạn đóng lại và các bạn viết chữ vào đây. Ví dụ như đây mình sẽ viết là, và sau đó mình sẽ phóng to chữ này lên như thế này nha. Rồi mình thì
Thì đây mình làm ví dụ cho các bạn thấy, ví dụ như các bạn click vào cái phông chữ như thế này thì bạn có thể ở đây các bạn di chuyển đó, và bạn có thể cho màu ở đây, và các bạn có thể kéo phông to ra như thế này, đây. Và sau đó các bạn sẽ Ctrl A chọn hết, sau đó các bạn chọn một phông để các bạn thấy là phù hợp nhất để cho các bạn kế. Ở đây thì mình có rất nhiều là nhiều phông, các bạn có thể chọn vào những phông này, ví dụ như mình sẽ chọn cái phông này nha. Sau đó các bạn sẽ cân đối nó lại như thế này đi nha, và mình sẽ cho nó lớn ra chút xíu để cho mình phân tích phần này. Ví dụ như các bạn đã thiết kế một cái phông này nó giống như là phần mềm Word vậy, khi bạn thiết kế đây ví dụ như bạn gạch chân thì bạn chọn vào đây và sẽ gạch chân ở dưới, và bạn chọn vào chữ P này nó sẽ in đậm lên, và bạn chọn vào chữ Y thì nó sẽ nằm nghiêng. Đó là một cách. Và tiếp theo cách nữa là mình chọn vào đây và mình có thể mình chuyển qua đây một chút xíu đó, chữ nó sẽ nằm nghiêng như vậy. Và tiếp theo nữa là khi mà các bạn muốn cho cái viền ở đây như thế này, cái viền có cái viền ở đây, thì các bạn sẽ chọn vào công cụ này và chọn vào Outline Paint, và các bạn chọn là width, là ở đây là cái đường line của cái chữ, ví dụ như đây mình chọn là 0.75 như thế này, thì các bạn nhìn thấy ở đây nó đã cho một cái đường line màu đen, và phím tắt nó là F12. Và mình sẽ cho nó là màu đỏ đi nha. Mình sẽ cho màu đỏ ở đây là màu đỏ. Mình chọn OK thì nó sẽ hiện ra là màu đỏ. Và các bạn thấy ở đây là cái phần chữ này, nó phần viền này nó chưa được đẹp, thì các bạn chọn tiếp. Ví dụ như đây mình sẽ cho lớn lên là 1.5. OK. Và lưu ý khi các bạn cho cái đường viền ở đây, các bạn nhìn thấy ở phần ở bên ngoài này nó lại lớn hơn cái phần ở bên trong này. Ví dụ như đây các bạn chọn là F12 và các bạn sẽ cho nó là 2.0 đi, thì các bạn sẽ thấy nó ăn vô cái chữ màu xanh này, cái phần màu xanh ở bên trong nó nhỏ lại, nó không có được như tự nhiên. Đây cái chữ của mình nó sẽ rút nhỏ lại, thu nhỏ lại. Thì để cho các bạn khắc phục được cái phần thu nhỏ này, các bạn chọn vào F12, sau đó các bạn chọn vào lệnh là Behind Fill, các bạn check vào đây đó, thì nó sẽ phóng ra ngoài, sau đó các bạn OK thì các bạn sẽ thấy như thế này. Khi mà các bạn tăng cái độ lớn của cái viền lên, nó không ảnh hưởng vào bên trong mà nó chỉ là ảnh hưởng ở bên ngoài thôi. Thì mình sẽ vào trong lại là Olympian, sau đó các bạn tăng lên tùy ý, nó không ảnh hưởng bên trong, các bạn thấy chưa, nó chỉ là ở bên ngoài này. Đó là một cách mà hầu như trong thiết kế các bạn phải nắm những phần này. Và các bạn thấy cái đường line này hơi lớn thì các bạn nên chọn đường line phù hợp cho thiết kế của các bạn, ví dụ như đây tôi chọn 0.75, tôi thấy như thế này thì nó còn hơi nhỏ và tôi sẽ cho nó là 1.5mm nha, như thế này đây. Thì các bạn để ý nè, các bạn để ý ở đây, nếu như các bạn nhìn thấy ở đây có cắt, nó có cái cạnh bén đây và các bạn muốn cho nó bầu vào, thì các bạn sẽ chọn vào Polyband, sau đó các bạn sẽ chép vào trong cái biểu tượng là Corner ở đây, thì lập tức những cái góc cạnh này nó sẽ bo tròn lại. Đây mình sẽ làm cho các bạn thấy. OK đó, nó sẽ bo tròn lại rất đẹp đó, nó thấy chữ nó lại khác hơn so với ban đầu mà chúng ta thiết kế đó. Như các bạn thấy chưa có phù hợp cái đường line này thì các bạn phóng to lên, ví dụ như đây tôi cho là 2.5, OK đó.
Và các bạn có thể đổi màu tùy ý. Ví dụ như đây mình thích màu màu đen thì mình click chuột bên tay phải chọn vào đây là màu đen, và mình chọn thích nào thì mình chọn vào đó. Mình thích cái nào thì mình chọn vào trong đó. Và các bạn để ý ở thanh công cụ màu ở đây, thông thường thì các bạn sử dụng màu nào thì nó sẽ hiện ở dưới đây màu đó. Và nếu như các bạn muốn mở rộng cái hệ màu này ra nữa thì các bạn chọn vào đây, thì ở bên trong này có rất nhiều hệ màu. Thì những bài tiếp theo mình sẽ chia sẻ đến các bạn và giải thích rõ cho các bạn biết vì sao sử dụng màu CMYK và không sử dụng RGB trong trường hợp mà chúng ta thiết kế. Thì đó là những phần mà mình sẽ chia sẻ đến các bạn sau, nếu như các bạn theo dõi những video của mình nó liên tiếp với nhau. Đây có rất nhiều như thế này, và cái viền là màu đỏ. Thì thưa các bạn, đây là một cách để cho chúng ta thiết lập cái chữ cơ bản. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ copy đi cái chữ này ra bằng cách là chúng ta sẽ click chuột phải, sau đó chúng ta sẽ copy xuống như thế này, và chúng ta sẽ được là một chữ. Và sau đó tôi sẽ làm hiệu ứng cho cái chữ này để các bạn ấy. Ví dụ như các bạn nhìn thấy đây này, nó xuyên qua như vậy. Các bạn chọn hết tất cả đây nha, và sau đó các bạn chọn là C, là Enter nha, các bạn sẽ gom lại đó, được chưa? Và các bạn sẽ di chuyển xuống đây một chút xíu đi đó. Và sau đó tôi sẽ nhân lên một lớp như thế này nha, tôi sẽ cho nó là một cái viền này, tôi sẽ cho to lên, thì tôi sử dụng là Polygon. Tôi sẽ cho tăng nó lên là 3, cho nó lớn lên như thế này, tôi cho nó là 4 luôn, 3 hoặc 4 đó, tùy theo các bạn. Tôi cho full luôn như thế này luôn, và đặc biệt tôi sẽ cho màu này là màu đỏ luôn, tất cả này là màu đỏ hết. Và đó cạnh chân C cạnh chân V tôi sẽ cho nó lên như thế này. Và tiếp theo đó là tôi sẽ cho lại màu này, ví dụ như tôi thích đây là màu vàng thì tôi sẽ chọn đây là màu vàng nha, tôi chọn đây là màu vàng đó như thế này. Và tôi chọn cái viền lại là màu trắng thì chẳng hạn, thì tôi click chuột phải thì chọn cái viền này màu trắng nha. Thì các bạn chưa thấy gì hết đúng không? Các bạn sẽ chọn cái chữ ở trên này, sau đó các bạn chọn vào mục là Olivet, các bạn sẽ giảm cái thông số này xuống, giảm cái đường line xuống, ví dụ như đây tôi sẽ cho là 1.5. thì các bạn nhìn thấy là cái chữ màu vàng, cái viền màu trắng và cái line bên ngoài màu đỏ, thấy chưa? Chúng ta đã có được 1, 2, 3 lớp như thế này. Thì đây là lớp chồng lớp, tôi hướng dẫn cho các bạn lớp chồng lớp. Và các bạn có thể một chữ như thế này, và các bạn có thể thiết kế nhiều chữ khác nữa. Ví dụ như đây tôi không thích cái đường line này màu trắng, ví dụ như đây tôi thích màu đen thì tôi sẽ chọn lên đây và tôi sẽ cho nó là màu đen đó, thì các bạn sẽ thấy như thế nào đây đó, cái chữ của chúng ta sẽ nổi lên như thế này. Và nếu như các bạn chọn một chữ như thế này đây, các bạn sẽ cho nó qua một chút xíu nữa như thế này, thì các bạn sẽ thấy được là một phần này nha. Sau đó chúng ta sẽ copy thêm một chữ nó cần chân C cần chân V, và tôi sẽ cho là màu trắng, thì các bạn sẽ thấy như thế nào đó. Và chúng ta sẽ chọn ở đây phần này, thì chúng ta sẽ thiết kế lên được một cái dòng chữ như thế này đơn giản. Và đây là một cái thiết kế một cơ bản nhất, và chúng ta sẽ thực hiện những phần thiết kế sau đây. Ví dụ như đây thì tôi sẽ cho phần màu đen này, các bạn sẽ cho tăng lên nữa. Ví dụ như đây tôi chọn là olive, tức là tôi cho là 2, tôi cho nó tăng lên nữa đó. Và tôi sẽ kéo xuống đây thì các bạn nhìn thấy nó khớp với nhau đó. Ví dụ như đây tôi không thích màu vàng, cho màu xanh thì nó như thế nào, thì các bạn nhìn thấy những cái màu chữ như thế này nó sẽ khác hẳn đi. Thì đây là những kiểu chữ
kiểu chữ này là cơ bản nhất. Ví dụ như ở đây mình sẽ thiết kế ra một cái chữ khác nha. Ví dụ như mình sẽ kết hợp chữ này với blend màu. Ví dụ như đây mình sẽ cấp ra một chữ này như thế này nha. Mình sẽ cấp ra một chữ như thế này và mình sẽ thực hiện công việc là blend màu, cái chữ blend màu nhé. Sau đó mình sẽ cấp ra một chữ như thế này nha. Ví dụ như mình để ở đây, ví dụ như phần phía sau này mình sẽ cho là màu vàng. Đó, như thế. Phần ở phía trước này mình sẽ cho là màu đỏ và cái viền là màu đen. Đỏ vàng đen. Nha. Và mình sẽ chọn vào blend. Khi đó mình sẽ chọn vào hai cái chữ này với nhau. Mình sẽ cho phần này là màu vàng. Các bạn sẽ nhìn thấy. Mình cho màu đen thì nó màu đen. Và chúng ta cho màu vàng thì nó màu vàng. Dù như các bạn kéo lên đây một chút xíu như thế này thì chúng ta đã thấy được cái chữ đậu bóng ở đây. Và có rất là nhiều cách để chúng ta làm. Thì hôm nay mình làm video này là chia sẻ đến các bạn là một số phương pháp để tạo những cái chữ cơ bản trong phần mềm Corel. Và nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy đăng ký trên kênh của mình để thường xuyên theo dõi những video mà mình chia sẻ rất hữu ích cho các bạn trong công việc thiết kế in ấn. Và mình sẽ chia sẻ tất cả những gì mà mình làm và để phục vụ cho các bạn. Thì nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và hãy thường xuyên theo dõi video của mình, vì những video này mình làm chỉ cho các bạn hiểu được những cách cơ bản nhất trong thiết kế. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn thì mình sẽ làm những video chuyên sâu hơn về sau. Thì thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.